Xin thân ái chào các anh chị các bạn. Mình xin được giới thiệu dòng sản phẩm đó là loa Kolum hay còn gọi là loa cột, thương hiệu Behringer, mã sản phẩm là C210B. Đường link và giá sản phẩm mình cập nhật ở phần mô tả nha. Đây là mặt trước của loa, nó gồm có loa bass ở dưới kèm theo một cái remote và một cái loa đứng lên trên. Đây là một mặt nghiêng phía trước. Đây là cái mặt điều khiển, bàn điều khiển ở trên. Loa này nó khác với loa C210 trơn ở chỗ là nó có chữ B. B ở đây là battery, tức là pin đó các anh chị, chứ không phải là Bluetooth. Loa này là C210 trơn cũng có Bluetooth và C210P loa này là cũng có Bluetooth nhưng mà kèm theo là có pin. Tất cả các ngõ in out nằm ở đây các anh chị, 1, 2 và line in insert nằm ngay đây. Ngõ out âm thanh nằm ngay đây. Bass, chép, master và liver. Loa này có thể mở nhạc bằng USB và có thể nhận Bluetooth từ các thiết bị phát khác. Đây là mặt sâu của bản mạch. Loa chạy điện nguồn AutoVol giải rộng từ 100 đến 240V, sinh điện từ 50 đến 60Hz, công suất 35W. Đây là power led, DC power và AC power. Nghĩa là khi chúng ta dùng điện á, chúng ta tắt cái DC, bật cái này lên. Còn khi mà mất không có điện nguồn thì chúng ta bật cái nguồn DC đây. Đó, bên trong á, bên trong nó sẽ chạy pin, nó có pin bên trong. Cái này là power led dành cho cái bảng điều khiển đây. Bật cái đèn lên nó sáng cái đèn led ngay này. Rồi đây là cái remote kèm theo. C210B, B là battery, là pin đó các anh chị. Rồi đây là mặt sâu của loa. Mặt sâu của loa đứng, loa Kolum. Mặt nghiêng phía sau các anh chị, đây là mặt nghiêng phía trước. Và đây là mặt chính. Đường link và giá sản phẩm mình cập nhật ở phần mô tả. Thân cảm ơn các anh chị các bạn đã xem video nha.